Chào quý vị các bạn, thì ở các clip trước á, công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại thiết bị phun sơn rồi. Hôm nay qua clip này á, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng bơm màng của hãng Kudofox. Kudofox này á, thì cái bơm màng này rất lớn, là 1.5 inch. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái bơm màng này cho các bạn xem nhé. Đây. Cái bơm màng rất lớn. Đó. Thì đây là cái bơm màng này á, thì nó có cái công suất là 1/5 HP. Thì trên đây sẽ có thương hiệu Kudofox. Đó, Kudofox. Thì ở đây á, thì cái bơm màng này á, nó sẽ có cái họng là 48. Đó, 48mm, họng rất là lớn nhá. Họng ra sơn đây. Đó, họng ra rất lớn. Nó có thể bơm được các cái loại bùn khoáng, bơm được các cái chất lỏng đập đặc. Đó, bơm trong cái nhà máy phun keo, rồi bơm sơn trên các dây chuyền sơn. Đây là cái này nó nặng 16 kg. Đó, nặng 16 kg. Thì cái công suất tối đa có thể lên đến 300 lít trên phút. Thì với cái thiết kế rất là chắc chắn và công suất mạnh mẽ, thì cái bơm màng Kudofox này thì được dùng trong rất là nhiều các cái xưởng tại Việt Nam và trên thế giới. Thì chúng ta nếu mà cần cái bơm màng mà cỡ lớn thì chúng ta có thể sử dụng cái loại của hãng Kudofox này. Đó, cái bơm màng 1.5 inch. Đó, còn thông thường các loại bơm màng trên thị trường dùng trong cái xưởng gỗ thì nó chỉ cần 3/8 inch thôi, hoặc là 1/2 inch để bơm keo vân vân. Thì đây là đến 1.5 inch, là một loại bơm rất là lớn. Thì trên đây á, công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách về cái bơm màng, bơm sơn của Đài Loan, cái mã là A40 của hãng Kudofox Đài Loan. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các review các sản phẩm mới nhất hiện nay trên thị trường, thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.